cái nội dung tiếp theo, cái phần số 2. Phần số 2 mà ngày hôm nay em mới muốn chia sẻ đó là về cái cách làm Unicity nhé. Cách làm Unicity này các bạn, cách làm Unicity. Thứ nhất đó là cái cách bán hàng, cách bán hàng này. Các bạn cách bán hàng ở trên Unicity. Cách bán hàng ở trên Unicity. Các bạn bán hàng ở trên Facebook. Đây đó là cái Facebook của bạn. Đây là nó cũng như là một cái gian hàng của bạn. Và đây là những người đang theo dõi bạn. Những người mà đang theo dõi bạn, có rất nhiều người đang theo dõi bạn. Và Facebook cho bạn là 5.000 người theo dõi bạn. Trong đó có người đau đầu này. Trong đó có người đau đầu, có người tiền đình nhá. Có người tiền đình này, có người béo này, có người gầy này, có người tiểu đường này, có người tiểu đường hoặc người nhà là tiểu đường này, kém ăn này, kém ăn này. Đấy, có người tuyến giáp này, u hạch này. Tuyến giáp này, u hạch này. Đó, u hạch này, rất nhiều những cái vấn đề. Rất nhiều những cái vấn đề này. Thì vậy để mà họ vẫn là theo dõi bạn hàng ngày, họ vẫn theo dõi bạn hàng ngày thì bạn kết bạn, bạn làm như thế nào? Bạn kết bạn với người chất lượng, bạn tìm cho mình những cái người chất lượng. Đối với sản phẩm của Unicity đó là sản phẩm đối với người có tiền. Chúng ta sẽ đánh vào cái người có tiền mà gặp phải những cái bệnh lý như thế này. Thì Facebook của bạn như thế nào thì người ta mới quyết định hỏi và mua sản phẩm trải nghiệm, đúng không? Sản phẩm trải nghiệm và dùng đó. Thì thứ nhất chúng ta phải muốn bán được hàng thì bạn phải là một chuyên gia, là phải một chuyên gia chăm sóc sức khỏe chủ động chuyên nghiệp. Bạn phải thể hiện được cái tính là bạn là chuyên nghiệp, bạn chuyên môn về chuyên gia chăm sóc sức khỏe chủ động, một chuyên nghiệp, chuyên môn giỏi này, và chuyên môn giỏi kiến thức này, kiến thức giỏi này, kiến thức phải nắm thật sâu những cái bộ bệnh này, những kiến thức về sức khỏe nắm rất là sâu. Một ngày là bạn đăng từ 3 đến 5 bài, không được bỏ nhé, bất kỳ lý do gì cũng không loại, từ 3 đến 5 bài. Học đến đâu thì đăng đến đó này. Và cái thứ hai, thứ tiếp là dùng gì, cảm nhận như thế nào. Bạn dùng gì và cảm nhận như thế nào thì bạn chia sẻ clip trên Zalo và trên Facebook nhé, để cho họ nhìn thấy này. Và bạn có thể là livestream chia sẻ chuyên môn, này, và đăng tải bằng chứng kết quả, đăng tải bằng chứng kết quả trước mà của bạn, của gia đình bạn, người thân của bạn, hoặc là khách hàng của bạn, để họ nhìn thấy đó, để họ nhìn thấy này. Và lan tỏa tình yêu sản phẩm của mình tới mọi người. Và tiếp là bạn đi tương tác, bạn đi like, đi comment những khách hàng tiềm năng. Ví dụ như là Unicity thì nhắm đến những cái bạn là spa này, bốt mỹ phẩm này, quán tóc này, quầy thuốc này. Đó, thì bạn đi tìm những cái spa hay những cái cửa hàng đó bạn. Và tiếp theo đó là cấm tiêu cực nhé. Cấm tiêu cực này trên Facebook, bởi vì là không ai muốn mua hàng của người tiêu cực cả. Bạn cần làm việc này 6 tháng liên tục đó. Bạn cứ hàng ngày bạn sẽ update lên liên tục thì sẽ có người là có lượng khách hàng ổn định nhé. Đó, đấy là cái cách mà